Sáng nay cành hoa mai nở báo tin mùa xuân đã về. Đêm qua chuông chuông ngân nổ xua tan mùa đông giá băng. Đến mai khắp khung trời để người vui bên mọi người. Mùa xuân đi qua từng góc phố, xuân trong kia thiên nụ cười an vui. Tìm đâu trong cõi vô thường lòng người vẫn xanh, mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thóm lạnh mai càng thêm thấm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát xanh. Tìm đâu trong cuộc bể dâu chân lý diệu vời vang vọng khắp năm châu. Tâm Phật dạng người tình thương mến mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn thoáng bay về nơi cuối trời. Chắp tay tâm thành khấn nguyện xin cho bình an khắp nơi, để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn sao xuyên, xuân trong kia thiên nụ cười an nhiên. Xin bà con chúng ta quan hỷ, chúng ta vui lòng mình đứng lên, mình chắp tay mình niệm Phật để cầu sự gia hộ của chư Phật, để cuối năm chúng ta có nhiều cái thuận lợi suôn sẻ. Các bà con chúng ta quan hỷ vui lòng cho mình đứng lên, mình chắp tay niệm Phật theo theo thầy ha. Lời đầu tiên thì Đức Lộc xin cầu chúc cho bà con chúng ta ngày hôm nay có nhiều cái niềm vui và nhiều cái an lạc. Xin chúc sức khỏe đến bà con của chúng ta. A Di Đà Phật. Thì kính thưa bà con, theo truyền thống của người dân Á Đông chúng ta, thì sau khi kết thúc 365 ngày, tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đều hân hoan để tất bật và chuẩn bị để đón chào một cái năm mới. Và cái năm cũ khi đi qua rồi thì chúng ta biết nó có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái vấp phải và những cái làm cho con người mình đau khổ. Cho nên đó, cái năm mới là tất cả những cái gì đó là đầy những cái ước mơ, những cái ước vọng mà Đức Phật nói đó, ở trong cuộc đời này chúng ta sống và sự sinh hoạt của con người mình luôn bị những cái đau khổ nó chèn ép, luôn bị những cái đau khổ nó đeo đẳng với con người chúng ta. Các bà con chúng ta có đồng tình với Đức Lộc điều này không ạ?
Bởi vì trong một cái năm cũ khi đi qua rồi, thì bà con chúng ta biết mái chùa là một cái điểm tựa tâm linh cho mọi người dân của chúng ta. Mà Đạo Phật thì luôn lúc nào cũng đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam. Để làm gì? Để cùng với các cấp lãnh đạo nhà nước và bà con nhân dân chúng ta làm sao để cho cuộc sống luôn lúc nào cũng được ấm no và hạnh phúc. Cho nên vì thế mà hôm nay nơi đạo tràng chùa Phước Hội, thầy chủ trì cũng như các mạnh thường quân, các Phật tử gần xa khi mà trở về nơi đạo tràng này, trước nhất là thăm viếng nơi Tam Bảo và đồng thời cũng là thăm hỏi sức khỏe, có những cái phần quà để hiến tặng đến cho bà con của chúng ta. Với những cái phần quà đó không phải nói lên tất cả những cái gì gọi là cao xa, những cái gì gọi là quan trọng lắm, nhưng nó ấm áp, thấm đụm cái tình người để chúng ta có được một cái mùa xuân, làm sao trong một cái năm mới mà chúng ta không còn những cái khổ đau, không còn những cái phiền muộn, không còn những cái sự ràng buộc, mà Đức Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn là bốn biển đại dương. Cho nên á, một cái năm mới đến, thầy khuyên bà con chúng ta mình cố gắng. Cửa chùa là chúng ta gửi gắm những cái điều thiện, những cái điều lành để xua đi tất cả những cái điều ác, những cái điều xấu, để mình gieo trồng được công đức, gieo trồng được phước báo. Mà Đức Phật dạy rằng trong cuộc đời của chúng ta muốn biết được cái nhân của đời trước như thế nào thì coi cái quả hiện tại mình sống nó như nó ra sao, và muốn biết được trong tương lai của mình nó ra sao thì mình phải biết được hiện tại chúng ta đang gieo, đang trồng cái gì. Nó rất lạ quý vị, trong cái tinh thần nhân quả, cái gì mà mình mơ ước, cái gì mà mình nguyện cầu chỉ dành riêng cho bản thân của mình thì những cái đó không bao giờ nó đến với chúng ta. Mà những gì mà chúng ta mơ ước, những gì mà chúng ta nguyện cầu, những gì mà chúng ta hiến tặng đến cho người khác, có nghĩa rằng là chúng ta đang chuẩn bị để đón nhận những cái điều đó. Cho nên có những cái câu chúc là một cái năm mới đều được như ý nguyện, cái câu chúc là mọi sự vạn sự như ý của mình. Nhưng muốn được mà vạn sự như ý của mình thì thầy xin được nhắn đến bà con chúng ta một điều rằng có một cái anh này, anh lúc nào cũng cầu nguyện là làm sao để cho gia đình, để cho thân tộc, để cho dòng họ của chúng con á cũng đầy đủ công đức, đầy đủ phước báo, cuộc sống lúc nào cũng sung túc, lúc nào cũng đầy đủ mà không bị những cái khổ đau, không bị những cái ràng buộc của cuộc đời mà làm cho con người mình cứ sống ở trong cái cảnh đen tối, ngục tù, sống ở trong cái cảnh mà dở khóc dở cười. Mà lúc nào anh ta cũng nguyện cầu là làm sao để tất cả mọi người đều được an vui hết. Thì thưa các Phật tử, cái tâm này tốt hay tâm này xấu quý vị? Tâm này tốt hay xấu? Tâm này rất là tốt. Bởi vì á, mình đang muốn cho mọi người thoát đi những cái khổ đau ở trong cuộc đời này, thoát đi những cái khó khăn, những cái gút mắt. Chính vì thế mà anh ta làm những điều phước, làm những điều thiện. Thưa bà con, mình không phải mình dùng tiền để mình đi bố thí, để đi hiến tặng, để đi san sẻ không, mà chúng ta được công đức, có được phước báo không đâu quý vị. Chỉ có ngày Tết chúng ta đem nụ cười đến cho người thân của mình, đó cũng là cách để mình hiến tặng sự an vui, sự hạnh phúc cho những người thân của chúng ta. Các bà con có đồng tình với thầy điều này không ạ? Chỉ cần một cái niềm vui, một nụ cười, một ánh mắt trìu mến, một sự thân thương, lúc nào mình cũng thấu hiểu được cho những người thân của chúng ta, thì chắc chắn rằng trong cuộc đời này chúng ta sẽ không có những cái khổ đau ở trong cuộc thế này đâu quý vị. Không cần chúng ta phải có nhiều tiền mới thể hiến tặng được, mà bình thường nhất chỉ cần các bà con mình đến chùa vô lễ Phật bằng cái tâm hoan hỷ, bằng cái tâm mà thành kính đối với Đức Phật, thì đó cũng là một cái cách để chúng ta hiến tặng công đức, hiến tặng phước báo, gieo trồng những cái công đức phước báo cho gia đình của mình và cho những người thân của chúng ta.
Cho nên cái văn hóa Á Đông của mình đó quý vị, hàng năm khi mà cái ngày Tết đến đó, ở vùng thôn quê chúng ta thì nó hơi khó khăn một tí. Nhưng mà ở riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đó, nơi cái ngôi chùa của thầy ở đó quý vị, khi mà cái đêm giao thừa bắt đầu tối đêm 30 cho đến 12 giờ khuya, thì lúc này bà con của chúng ta không có đến chùa nhiều, mà bắt đầu từ 12 giờ khuya cho đến sáng hôm sau, cả một cái ngày mùng 1 Tết là người ta đều đến chùa hết, mà đi rất là đông. Mà cho dù người đó có phải là Phật, đệ tử của Đức Phật hay không, dù là tôn giáo Phật giáo hay là bất kỳ tôn giáo nào, tất cả mọi người ai cũng muốn rằng đến chùa thắp nén hương, gửi gắm cái lòng thành của mình để cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho mình, gia hộ cho gia đình mình trong một cái năm mới, tất cả những cái chướng duyên, những cái đau khổ, những cái gút mắt, những cái khó khăn, những cái điều gì mà trong năm cũ chưa hoàn thành được, thì trong năm mới này sức khỏe chúng ta được nhiều, công việc chúng ta được thuận lợi, mà làm ăn á, thì lúc nào cũng gặp những điều suôn sẻ tốt đẹp. Như vậy cái điều ước muốn này tốt hay xấu quý vị? Còn nếu như mà chúng ta vào trong chùa mình cầu nguyện, xin Đức Phật gia hộ cho con về, con mua 10 tờ giấy số, con trúng số để con xây nhà thật lớn cho con ở, Phật có gia hộ không? Tại vì cái tâm mình đang nuôi dưỡng cái bản ngã, đang nuôi dưỡng cái lòng tham, nuôi dưỡng cái sự ích kỷ ở trong con người của mình, thì làm sao thần thánh nào mà gia hộ cho chúng ta được. Cho nên mình đến chùa, mình thắp nén hương, mình đến chùa bằng cái lòng thành để gửi gắm cái tâm hồn của mình lên Đức Phật. Mà rất là lạ quý vị, trong một cái năm cũ mà chuẩn bị đón cái năm mới á, thì lúc này các bà con chúng ta đang chuẩn bị sửa sang, coi như là trang hoàng cái bàn thờ tiên tổ ông bà của mình, đúng không ạ? Ai cũng trang hoàng cái bàn thờ tiên tổ ông bà của mình, có nghĩa là mình đang mời tất cả những tiên tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về cùng chung vui ăn Tết với gia đình của chúng ta. Người cõi âm mà chúng ta còn tôn kính như thế thì hà huống chi là những người cõi dương. Quý vị biết trong những ngày này, tất cả những người đi làm xa xứ, xa quê hương, có những người cách nửa vòng trái đất, họ muốn trở về Việt Nam để ăn cái Tết cùng với dân tộc chúng ta lắm quý vị. Nhưng lực bất tòng tâm, có những người có được cái tài chính đỡ đỡ thì họ còn về nước để ăn Tết. Có những người không có tài chính, họ ở nước ăn Tết ở nước ngoài, mà trong khi đó ở trong lòng họ cứ lúc nào cũng nhớ đến quê hương là một chùm khế ngọt, gia đình là một cái tổ ấm, là một cái nơi để quay về, đó là một cái sự hạnh phúc, là một cái sự im ấm nhất trong những ngày Tết, gọi là đoàn viên cùng gia đình, cùng với ông bà, cùng với tiên tổ. Cho nên ngày hôm nay thời gian thì không có nhiều, thầy xin nhắc lại các Phật tử chúng ta, Tết mình cố gắng, mình đến chùa, mình lễ Phật, mình ráng hiến tặng những cái niềm vui, tất cả những cái gì mà gút mắt, những cái gì mà làm cho mình đau khổ, nhất là những người thân chúng ta đó, làm cho mình đau khổ đó, thầy khuyên các Phật tử chúng ta, 3 ngày Tết mình bỏ hết, mình xí xóa hết, để cho tất cả mọi người trong gia đình mình trên thuận dưới hòa, trong im ngoài ấm, được không quý vị? Được không à? Và điều thứ hai nữa là Tết các bà con chúng ta cố gắng mình về chùa, hoặc là mình đến những nơi thờ tự để mình gửi gắm một cái năng lượng an lành để mình cầu nguyện cho cuộc đời của chúng ta. Bởi vì cuộc sống của mình đã quá kém đi cái may mắn, quá thiếu đi cái phước báo, cho nên mình không có thuận lợi giống như mọi người. Thì trong cái năm mới, thầy mong các Phật tử chúng ta hãy hiến tặng bằng tất cả những cái việc làm, hành động, lời nói, suy nghĩ của mình, làm sao tháo gỡ những gút mắt, những niềm đau, và đem những cái niềm vui an lành đến cho tất cả mọi người, dù là con, dù là cháu, dù là những người thân, những người bạn bè hay là dòng họ của chúng ta, để có được một cái năm mới mọi việc đều được yên ấm, mọi việc đều được hanh thông tốt đẹp. Cho nên thầy xin được chúc cho bà con chúng ta chuẩn bị đón một cái năm mới có nhiều cái niềm vui, nhiều cái sự hỷ lạc, và đặc biệt nhất là
có những cái phần quà nho nhỏ ngày hôm nay là cái món quà tinh thần để khích lệ cho chúng ta có một cái Tết truyền thống của Việt Nam chúng ta được nhiều cái tốt đẹp nhất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này xin bà con chúng ta nán vài phút, thầy sẽ thỉnh thầy chủ trì và mời các mạnh thường quân cũng như các cấp lãnh đạo chánh quyền ở địa phương sẽ chính thức cử hành lễ, và sau đó chúng ta sẽ đón nhận những cái phần quà hiến tặng của các mạnh thường quân đến từ thành phố cũng như từ Cần Thơ trở về đây để thăm viếng Tam Bảo và thăm viếng bà con của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Thượng Tọa trụ trì, kính thưa các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước chính quyền ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, kính thưa chư vị khách quý, đại diện cho các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các Phật tử gần xa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở tỉnh Hậu Giang đã trở về đây để tham dự trong cái ngày phát quà, gửi gắm những cái phần tình thương đến cho bà con nơi địa phương đạo tràng chùa Phước Hội nơi đây. Xin quý vị hãy hoan hỷ dâng lên một tràng pháo tay chúc mừng sự hiện diện của chúng ta. Và trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu chú Nhuận Trí Thông, là Tổng Giám đốc Công ty Thép Toàn Thắng Long An, cũng là Hội trưởng Hội Từ Thiện Chùa Bát Nhã, quận Bình Thạnh. Và xin được trân trọng giới thiệu chú Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hậu Giang, cũng về tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu cô Nhuận Huệ Thiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thép Toàn Thắng tỉnh Long An. Xin được trân trọng giới thiệu chú cô Nguyễn Thị Phương, chú Trí Giác, cô Huệ Ngộ cũng đồng về tham dự trong buổi lễ phát quà ngày hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay giờ này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cô Yến cũng đến từ Mỹ Tho, cũng trở về tham dự trong buổi lễ phát quà này. Xin quý vị hãy cho tràng pháo tay ạ. Xin tiếp theo chương trình mời các cấp lãnh đạo chính quyền, chúng ta sẽ tiến hành chương trình ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Thưa quý thầy cùng các vị Phật tử, cùng quý vị đại biểu, cùng bà con cô bác dự lễ tặng quà hôm nay, thực hiện lời kêu gọi của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần thông chi số 08 của Ban Thường trực Mặt trận Trung ương về cuộc vận động ngày vì người nghèo, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, cũng như thực hiện hoài bão của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ai cũng có nhà ở, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Hưởng ứng lời kêu gọi trên, với những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái đã đến giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ khó khăn của xã Mỹ Hội, hôm nay quý Phật tử phối hợp cùng chùa Phước Hội về tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, đến dự lễ tặng quà hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về đại diện chùa Phước Hội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng Tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Nghi lễ huyện Cái Bè, chủ trì chùa Phước Hội. Đại Đức Thích Đức Lộc, Ủy viên Thường trực Phân Ban Từ Thiện Đối Ngoại và Quan hệ Quốc tế thuộc Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Phật giáo Việt Nam. Về lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc, huyện ủy viên, phó bí thư đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, ủy viên thường vụ đảng ủy, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Đồng chí Võ Thanh Hiền, chủ tịch Hội Nông dân xã. Cùng có mặt của 70 hộ dân đến nhận quà hôm nay, chúng ta quan hình chung. Tiếp theo thì xin kính mời Thượng Tọa Thích Quảng Thiện, ủy viên phân ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trưởng ban nghi lễ huyện Cái Bè, chủ trì chùa Phước Hội phát biểu nhân buổi lễ tặng quà hôm nay. Xin mời thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa
các vị khách quý và đại diện chánh quyền các cấp sở tại, cùng quý cô bác, anh chị em thân mến. Hôm nay cũng là cái ngày cuối năm, và năm ngày hết, Tết sắp đến. Tất cả bà con chúng ta, ai ai cũng vui mừng và âu lo để đón mừng ngày mùa xuân mới, đem lớn sự hạnh phúc an lạc cho gia đình mình và cho xã hội. Nhân dịp này, chư Tôn Đức cùng các Phật tử và các mạnh thượng quân, vì tình thương và muốn chia sẻ với tất cả chúng ta những món quà nho nhỏ để chúng ta sử dụng trong ngày sắp Tết đến nơi. Đó là một hành trang quý báu. Mặc dù món quà đơn sơ, nhưng nó chứa đựng bao nhiêu sự thương yêu và trân trọng của tất cả các vị. Vượt hàng trăm cây số về đến nơi vùng sâu, vùng xa, với lòng từ bi sẵn có đối với người con Phật, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đem hết tâm nguyện để chia sẻ và phổ độ cho chúng sinh. Bởi vì Đức Phật đã dạy có hai hạng người mà bảo vệ chánh pháp, đem lại sự lợi lạc cho chúng sinh. Hạng thứ nhất là những bậc xuất gia, những bậc xuất trần thượng sĩ noi theo dấu chân của Phật Tổ Như Lai để hoằng truyền chánh pháp, đem lợi lạc cho chúng sinh. Và hạng thứ hai là hàng Phật tử tại gia, nói đúng hơn là U Bà Tắc, U Bà Di, luôn luôn lúc nào cũng bên cánh cùng với chúng xuất gia, để làm như thế nào để chúng ta giữ tròn chánh pháp. Vì mạng mạch Phật giáo trong tương lai còn tồn tại hay không, chánh pháp của Đức Phật còn trụ được lâu dài trên cuộc đời này hay không, để làm lợi ích cho chúng sinh, là nhờ một trong hai chúng xuất gia và tại gia. Hôm nay với tinh thần vị tha và lòng từ bi bao la của tất cả các vị, chúng tôi xin đại diện chùa Phước Hội và cùng bà con bổn đạo ở nơi thôn quê này, trước hết xin chúc mừng sức khỏe tất cả các vị mạnh thường quân, cũng như các vị khách quý, cũng như chánh quyền sở tại, được hưởng một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Thầy Thượng Tọa. Để có được buổi tặng quà hôm nay thì cũng có sự đóng góp rất lớn của quý nhà tài trợ. Thì tiếp theo xin mời đại diện quý nhà tài trợ có đôi lời phát biểu với bà con hôm nay. Xin kính mời. Xin kính mời Phật tử Nhuận Huệ Thiên, Phó Tổng Giám Mục Thắng thay lời cho chú Trí Thông cũng như các mạnh thường quân ngày hôm nay có đôi lời gửi gắm đến bà con. Xin mời. Dạ, kính thưa sư ông, kính thưa thầy Đức Lộc, kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa bà con cô bác. Hôm nay thật là đầy đủ duyên lành, Hội Từ Thiện Chùa Bát Nhã chúng con cùng với các nhà mạnh thường quân vào dịp cuối năm. Thứ nhất là chúng con về đây thăm chùa, chúng con về đây thăm thầy, chúng con về đây thăm bà con cô bác.
Những năm trước chúng con cũng có ghé thăm bà con cô bác và dịp cuối năm, và hội cũng đã xây một cây cầu. Chúng con về đây nhìn lại cây cầu mà được thông thương qua lại, hội chúng con rất là mừng. Hôm nay thật là một duyên lành nữa, thì hội từ thiện chúng con về đây vào dịp cuối năm cũng có một món quà nho nhỏ để chia sẻ cùng với bà con cô bác và những ngày Tết, để cho bà con thưởng thức một ngày Tết thật là ấm cúng. Trước khi dứt lời, con xin kính chúc bà con một năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, và năm bước sang năm Canh Tý, tất cả ai ai cũng làm ăn phát tài phát lộc, để khu phố mình với để ở xã mình được giàu mạnh hơn. Dạ, con xin hết. Xin cảm ơn cô có đôi lời chia sẻ hôm nay. Về lãnh đạo địa phương thì có chỗ đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc, huyện ủy viên, phó bí thư đảng ủy xã. Tiếp theo xin kính mời đồng chí có phát biểu nhân buổi lễ tặng quà hôm nay. Kính thưa quý nhà tài trợ, kính thưa quý thầy, thì về góc độ địa phương hôm nay cũng rất vui mừng và phấn khởi. Nhờ thầy, cái duyên của thầy thì cũng giúp cho cái người dân nghèo của xã Mỹ Hội có một cái phần quà vui xuân đón Tết. Thì hôm nay cũng thay mặt chính quyền địa phương và quý hộ dân được nhận cái phần quà, cũng cảm ơn quý nhà tài trợ và quý thầy đã tạo điều kiện giúp đỡ cho cái hộ nghèo của xã có một phần quà vui xuân đón Tết cũng không gì hơn. Thay mặt đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Mỹ Hội thì kính chúc quý mạnh thường quân, quý thầy và quý bà con cô bác nhận quà hôm nay một có được hưởng một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc, và qua năm thì làm ăn phát tài phát đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc, phó bí thư đảng ủy xã. Thì buổi lễ tặng quà đến đây là kết thúc. Tiếp theo là tới phần phát quà cho bà con, thì đề nghị chỗ bà con ai có thơ mời thì chúng ta lấy thơ mời ra và cầm trên tay. Kính thưa các bà con, thì trong cái buổi phát quà này với cái số lượng là 150 phần quà, nhưng mà bên nhà chùa kết hợp cùng với chính quyền địa phương sẽ phát 70 phần quà trước ở địa phương, và còn những cái phần quà còn lại thì chúng ta sẽ nhận sau. Các em di chuyển cho thầy 10 cái chiếc ghế ra và cho 10 cái phần quà tiêu biểu để thỉnh thượng tọa cũng như các cấp chính quyền địa phương và đại diện nhà tài trợ để chúng ta trao tượng trưng, và sau đó chúng ta sẽ nhận những cái phần quà tiếp theo. Chùa chim ngưỡng Phật đài, dạt dào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Có cái nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dâng sức sống an lành, tâm thành trọn niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện đến khi. Con xin phát nguyện dâng lòng thành, dâng công đức cùng dường lên chư Phật mười phương. Dệt lời ca, ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca thức kính bên thầy, lời ca yêu thương muôn loài. Dệt lời ca bằng tiếng tơ lòng nhỏ bé, mong sao hợp linh thiêng dâng lên bằng hai chiều âm, cho khắp cõi đời bằng tiếng niệm thương nhau sâu vui dài lâu. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cùng dường và hát nguyện hoàng dương. Thank you.
chùa chiêm ngưỡng Phật đài, dạt dào niềm vui thấy đời đẹp tươi, câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dâng sự sống an lành tâm thành trọn niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện bền ghi, con xin phát nguyện dâng lòng thành, dâng công đức cùng dường lên chư Phật mười phương. Dệt lời ca ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính đến thầy, lời ca yêu thương muôn loài. Dệt lời ca bằng tiếng tơ lòng nhỏ bé, mong sao hợp thành diêu âm dâng lên bằng hai chiều âm, cho khắp cõi đời vang tiếng niệm thương nhau sống vui dài lâu. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cùng dường và phát nguyện hoàng dương. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cùng dường và phát nguyện hoàng dương. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cùng dường và phát nguyện. Kêu gọi trên với những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái đã đến giúp đỡ hộ nghèo
khó khăn về nhà ở của xã Mỹ Hội. Hôm nay đại diện chùa Phước Hội về bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Thủy là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, đến dự buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt về đại diện nhà tài trợ Thượng tọa Thích Quảng Thiện, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trưởng ban nghi lễ huyện Cái Bè, chủ trì chùa Phước Hội. Thầy Đại Đức Thích Đức Lộc, ủy viên thường trực phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế thuộc ban từ thiện xã hội trung ương Phật giáo Việt Nam. Về lãnh đạo địa phương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc, huyện ủy viên, phó bí thư đảng ủy xã. Hai là đồng chí Nguyễn Văn Hồng, ủy viên thường vụ đảng ủy, chủ tịch mặt trận tổ quốc xã. Đồng chí Võ Thanh Hiền, chủ tịch hội nông dân xã. Cũng có mặt của gia đình, người thân và bà con hàng xóm đến chúc mừng cùng gia đình. Những đại quan nhân. Để đi vào phần nội dung là tôi xin thông qua quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Thủy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, ban vận động quỹ vì người nghèo xã Mỹ Hội. Số 01 QĐ BQD Mỹ Hội ngày 18 tháng 1 năm 2020 quyết định về việc bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ban vận động quỹ vì người nghèo xã Mỹ Hội. Căn cứ quyết định số 1198 ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Tổ quốc Việt Nam về ban hành quy chế vận động quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo sửa đổi năm 2016. Căn cứ quyết định số 302 ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cái Bè. Căn cứ quy chế xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ban hành kèm theo quyết định số 924 ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đề nghị của Ban vận động quỹ vì người nghèo xã Mỹ Hội, quyết định điều 1 bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1965, hiện cư ngụ ấp Mỹ Chánh B, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nhà thuộc diện bán kiên cố, vách tường, mái tôn nền bê tông, tổng diện tích 48m2, căn nhà trị giá 100 triệu đồng. Ban vận động quỹ vì người nghèo xã, vận động chùa Phước Hội xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 40 triệu đồng. Phần còn lại do người thân và gia đình đóng góp tiền và ngày công lao động. Điều 2, đồng chí Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Hội và bà Lê Thị Thủy có trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban vận động quỹ vì người nghèo, trưởng ban Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nguyễn Văn Hồng đã ký. Sau đây xin mời chỗ đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc, phó bí thư đảng ủy và thầy thượng tọa Thích Quảng Thiện lên trao quyết định cho bà Lê Thị Thủy. Vâng, dạ, đó. Đứng. Xin cảm ơn thầy thượng tọa, đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc và bà Lê Thị Thủy. Đến dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết hôm nay rất vinh dự được đón tiếp thầy thượng tọa Thích Quảng Thiện đã hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Thủy. Để tiếp theo xin trân trọng kính mời thầy có phát biểu với gia đình nhân buổi lễ hôm nay. Xin mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị khách quý cũng như chính quyền lãnh đạo địa phương sở tại, hôm nay cũng là nhân cái ngày bàn giao nhà đại đoàn kết cho cháu Thủy là con của chị Tư, được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân cũng như các nhà tài trợ và thực hiện theo lời của hội chủ tịch, ai cũng có nhà ăn chỗ nơi ở và học hành. Đó là cái lý tưởng của một vị lãnh tụ của đất nước vì sự nghiệp ấm no của tất cả mọi người và đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho con người. Cho nên hôm nay chúng tôi
đại diện chùa Phước Hội cũng như đại diện nhà tài trợ đến đây trước hết để chúc mừng cho cô Thủy có một cái ngôi nhà tuy mặc dù đơn sơ nhưng nó thấm tình, thấm đượm tình người đối với tất cả những người, những nhà mạnh thường quân cũng như sự trợ duyên và giúp đỡ của chính quyền địa phương để cho cô Thủy có một cái ngôi nhà tạm được nắng che mưa để làm một cái phương tiện trợ duyên trong cái cuộc sống và bước sang thềm năm mới. Chúng tôi cũng xin đại diện chùa Phước Hội xin chúc mừng gia đình cô Thủy cũng như chị Tư và tất cả quý vị khách quý có mặt hôm nay được hưởng một mùa xuân an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thầy Thượng Tọa. Tiếp theo xin mời bà Lê Thị Thủy đại diện gia đình phát biểu cảm tưởng nhân buổi lễ mạnh gần ngày hôm nay. Xin mời bà. Cảm ơn, được con nói cảm ơn. Em xin cảm ơn. Dạ, hôm nay nhân dịp ngày hôm nay là Tết Nguyên Đán sắp tới thì tôi được đã nhận được căn nhà. Trước tiên thì tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền của địa phương và ban nhà tài trợ và cho nhà thầy Thích Quảng Thiện và đã chùa Phước Hội đã hỗ trợ được cho tôi được căn nhà. Tôi vô cùng biết ơn và quý mến và kính trọng. Sau đây trước thềm năm mới tôi xin kính chúc cho đảng ủy các cấp chính quyền, đảng ủy và ủy ban mặt trận tổ quốc và thầy được một năm mới an lành và hạnh phúc. Xin nhớ. Xin cảm ơn bà Lê Thị Thủy. Tiếp theo xin mời đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc đại diện cho đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hội lên tặng quà cho bà Lê Thị Thủy nhân buổi bàn giao nhà đại đoàn kết hôm nay. Món quà của Phật tử Thiên Trang cũng như là Phật tử Đoàn Thị Nga ở Sài Gòn gửi tặng cho gia đình và lúc nào cũng mong muốn rằng trong gia đình sống có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Chiếc quạt này sẽ làm cho tâm hồn mình luôn lúc nào cũng mát mẻ hết. Đây là nhóm bước chân bạn của thầy, đây là gì tặng món quà nho nhỏ. Đây cho anh. Rồi cho một tràng pháo tay đi. Kính thưa quý thầy, kính thưa các đồng chí đại diện cho đảng ủy ban, thì kính thưa quý gia đình của cô Thủy được nhận căn nhà hôm nay thì nhằm giúp cho cái địa phương xã Mỹ Hội là thực hiện cái chủ trương là xóa nhà tranh để là cùng nhau xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao, thì cũng nhờ cái duyên của thầy đã giúp cho xã Mỹ Hội xóa được một cái căn nhà trong năm 2019. Đây cũng là một cái phần quà lớn lao của địa phương thì cũng không gì hơn. Đối với cô Thủy thì hiện nay căn nhà thì chưa được hoàn chỉnh lắm, thì mong rằng cô tiếp tục làm việc và công tác rồi cống hiến cái sức của mình để làm sao có cái tiền để tu bổ thêm cho cái căn nhà hoàn chỉnh để đồng thời là nuôi dạy con cái trong gia đình ăn học được thành tài thành đạt. Cũng không gì hơn, thay mặt đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân ủy ban mặt trận tổ quốc xã Mỹ Hội chúc quý thầy và quý gia đình năm mới hạnh phúc thành đạt và làm ăn phát tài phát đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Sáng nay cành hoa mai nở báo tin mùa xuân đã về, đêm qua chuông chuông ngân đổ xua tan mùa đông giá băng, đến mai khắp khung trời để người vui bên mọi người
Mùa xuân đi qua từng góc phố, xuân trong kia thiên nụ cười an vui. Tìm đâu trong cõi vô thường, lòng người vẫn xanh, mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thắm lạnh mai càng thêm thắm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát say. Tìm đâu trong cuộc bể dâu, chân lý dù vơi vang vọng khắp năm châu. Tâm Phật dạng người tình thương mến, mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn, thoáng bay về nơi cuối trời. Chắp tay tâm thành khấn nguyện, xin cho bình an khắp nơi, để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn sao xuyên, xuân trong kia thiên nụ cười an nhiên. Mai vẫn nở dù đời có mong.